Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết giá heo hơi ngày 22 tháng 1 năm 2023, tức mùng 1 Tết, ngành chăn nuôi hy vọng vào những dấu hiệu tích cực trong năm mới. Theo các chuyên gia phân tích tại công ty cổ phần chứng khoán VN Direct, chi phí thức ăn chăn nuôi sẽ giảm dần vào năm 2023, nhu cầu tiêu thụ tăng khi thu nhập của người tiêu dùng tăng và lượng khách du lịch quốc tế dự kiến phục hồi dần trong năm 2023. Giá heo hơi miền Bắc Giá heo hơi miền Bắc hiện nay đang có mức giá 55.000 đồng một kg nhưng mức giá heo hơi phổ biến toàn miền Bắc trong khoảng 50.000 đến 54.000 đồng ruột kg. Tại các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ, giá heo hơi ở các địa phương như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam từ 50.000 đến 54.000 đồng chuột kg. Các tỉnh Trung Du miền núi như Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang ở khoảng giá 49.000 đến 54.000 đồng chuột kg. Tại các tỉnh Tây Bắc, giá heo tại Hòa Bình từ 49.000 đến 54.000 đồng trên kg. Sơn La, Lai Châu, Điện Biên ở mức 50.000 đến 54.000 đồng một kg. Cục bộ vẫn có nhiều khu vực có giá 55.000 đồng trên kg. Các tỉnh Đông Bắc như Lạng Sơn, Lào Cai 51.000 đến 54.000 đồng ruột kg, Quảng Ninh 52.000 đến 54.000 đồng trên kg. Giá heo hơi miền Trung Tây Nguyên Giá heo hơi tại các tỉnh miền Trung Tây có xu hướng tăng nhẹ tại một số địa phương. Tỉnh Quảng Nam tăng 2.000 đồng một kg lên mức 53.000 đồng một kg, ngang bằng với Nghệ An. Tại Bắc Trung Bộ, giá heo hơi bình quân tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh là 50.000 đến 53.000 đồng một kg. Thanh Hóa đã có những khu vực có mức giá 54.000 đồng một kg. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế 49.000 đến 53.000 đồng một kg. Khu vực Nam Trung Bộ, Đà Nẵng ở mức 50.000 đến 54.000 đồng một kg. Quảng Ngãi, Bình Định. Phú Yên 50.000 đến 53.000 đồng 1 kg. Các tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận từ 50.000 đến 53.000 đồng 1 kg. Giá heo tại Tây Nguyên ở mức 49.000 đến 53.000 đồng 1 kg. Lâm Đồng, Đắk Lắk bình quân 50.000 đến 53.000 đồng 1 kg. Gia Lai, Con Tum, Đắk Nông dao động từ 48.000 đến 53.000 đồng chột kg. Giá heo hơi miền Nam. Giá heo hơi miền Nam cũng dao động trong khoảng 50.000 đến 54.000 đồng chột kg. Tại Đông Nam Bộ, giá heo hơi tại Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ở mức 50.000 đến 54.000 đồng 1 kg. Bình Dương, Bình Phước trong khoảng 50.000 đến 53.000 đồng 1 kg. Các tỉnh Tây Nam Bộ, giá heo giữ trong khoảng từ 50.000 đến 53.000 đồng 1 kg. Cục bộ có những khu vực được giá 54.000 đồng trên kg. Trong đó giá heo hơi tại Trà Vinh, Sóc Trăng, Bến Tre, Bạc Liêu, Hậu Giang từ 50.000 đến 53.000 đồng 1 kg cao nhất 54.000 đồng một kg. Long An, Tiền Giang, Cần Thơ 50.000 đến 53.000 đồng 1 kg. Đồng Tháp, An Giang ở mức 52.000 đến 54.000 đồng 1 kg. Kỳ vọng được dựa trên dự báo giá thịt lợn có thể tăng lên mức 60.000 đến 65.000 VND kg khi nhu cầu ăn uống nhà hàng, quán ăn, khu du lịch phục hồi so với giai đoạn 2019-2021 nhưng mức tăng sẽ không quá lớn nhờ việc nguồn cung thịt lợn trong nước đang khôi phục trở lại khi dịch tả heo châu Phi dần được kiểm soát và giá thịt lợn đã tăng lên dù vẫn ở mức thấp. Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê ước tính đến thời điểm cuối tháng 12 năm 2022 tổng số lợn cả nước đã tăng 11,4% so với cùng kỳ và sản lượng thịt lợn hơi xuất trường đạt 4.425,1 nghìn tấn, tăng 5,9% và Cục chăn nuôi đặt mục tiêu cho năm 2023 tốc độ tăng giá trị sản xuất sẽ đạt 3,5-4%. Do vậy, giá thịt lợn khó có thể về mốc đỉnh năm 2019 đến 2020 nhờ việc chính phủ luôn ưu tiên tăng cường nguồn cung trong nước, kết hợp nhiều giải pháp kiểm soát dịch bệnh, quyết liệt chính sách chống đầu cơ, thao túng giá để đảm bảo quyền lợi của người chăn nuôi và người tiêu dùng. Nếu như hàng năm, vào thời điểm cuối năm, giá các sản phẩm chăn nuôi sẽ tăng cao do nhu cầu phục vụ tiêu dùng dịp Tết gia tăng, thì năm nay lại diễn biến không theo quy luật này. Cụ thể, từ giữa tháng 9 năm 2022 đến cuối tháng 12 năm 2022, giá lợn hơi liên tục giảm. Cuối tháng 12 năm 2022 chỉ dao động 53 đến 55.000 kg, phổ biến 53.000 đồng ruột kg, thấp hơn giá thành sản xuất 58 đến 60.000 kg. Giá các sản phẩm gia cầm giảm trong nửa cuối năm 2022 và giảm nhiều nhất trong tháng 10, 11 trên 2022. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến điều này, do, một là do nguồn cung lợn thịt tăng cao vào các tháng 9, tháng 10 và tháng 11 năm 2022. 2 sức mua thực phẩm không cao do tình hình thu nhập của người dân bị ảnh hưởng khi lạm phát tăng lãi suất cho vay tăng, tỷ giá ngoại tệ tăng và ba là nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn phải giảm quy mô sản xuất, buộc phải giảm lao động, sức tiêu thụ thịt gia súc, gia cầm giảm. Điều này đã khiến cho nhiều người chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi nhỏ lẻ phải giảm giảm quy mô đàn vật nuôi, thậm chí bỏ chống chuồng. Để chủ động phòng chống dịch bệnh, bảo đảm nguồn thực phẩm cho người dân, năm 2022, Tri cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội thực hiện công tác phát triển chăn nuôi nhất là chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm vừa để chăn nuôi phát triển hiệu quả bền vững, vừa bảo vệ người tiêu dùng có sản phẩm động vật và sản phẩm động vật an toàn. Bên cạnh đó, Tri Cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội triển khai tổ chức lấy mẫu giám sát sau tiêm phòng. Từ đầu năm đến nay, đã lấy 5.500 mẫu huyết thanh để kiểm tra hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng. Kết quả tỷ lệ mẫu bảo hộ trung đạt từ 70% trở lên, thực hiện công tác tiêm phòng đạt tỷ lệ cao để tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc, gia cầm. Đến nay, trên địa bàn toàn thành phố đã tiêm phòng vaccine lở mồm, long móng trâu, bò đạt 96,4% kế hoạch năm, viêm da nổi cục trâu, bò đạt 99,3%, lở mồm, long móng lợn đạt 85%, bệnh dịch tả lợn châu Phi đạt 90,5%, lợn tai xanh đạt 93,3%, cúm da cầm đạt 89,2%. Hiện nay, việc tổ chức các đợt tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đã có những tiến bộ, nhưng nhìn chung, Công tác tiêm phòng và chất lượng tiêm phòng chưa bảo đảm. Nguyên nhân do nhận thức của người dân về tiêm phòng cho đàn gia súc còn thấp, một số nơi chính quyền địa phương vẫn chưa quan tâm đúng mức đến công tác tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh. Cùng với đó, thời tiết khí hậu dịp cuối năm biến động thất thường, mưa phùn, rét đậm, rét hại thường xuyên xảy ra, môi trường còn nhiều nơi ô nhiễm nặng là những tác động lớn làm nguy cơ phát sinh dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm. Để tháo gỡ khó khăn và phòng chống dịch bệnh động vật hiệu quả thời gian tới, tri cục chăn nuôi và thú y hà nội đã thực hiện tốt đợt tổng tẩy uế môi trường trên địa bàn thành phố tập trung cao ở các khu chăn nuôi tập trung nơi có ổ dịch cũ các khu kinh doanh buôn bán động vật sản phẩm động vật nhất là các cơ sở giết mổ chợ có bán gia súc gia cầm sống nơi có nguy cơ lây nhiễm mầm bệnh cao tuyên truyền để người dân chủ hộ chủ cơ sở giết mổ chủ động thực hiện tốt hơn giải pháp phun phòng định kỳ tại chuồng nuôi các khu giết mổ để ngăn chặn mầm bệnh ngay từ các thôn xóm trong dịp trước và sau tết nguyên đán quý mão toàn thành phố sẽ thực hiện hai đợt tổng tẩy uế môi trường để chủ động khống chế và ngăn chặn bầm bệnh. Năm 2022, ngành chăn nuôi dần khôi phục, phát triển. Tuy nhiên, người chăn nuôi vẫn thấp thỏm trước những biến động của thị trường, trong bối cảnh sản phẩm chăn nuôi đang chịu cảnh mất giá, còn giá thức ăn thì vẫn ở mức cao. Nhận xét về thị trường tiêu thụ Tết năm nay, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai Nguyễn Kim Đoán phân tích, giá heo hơi vào cao điểm tiêu thụ dịp Tết Nguyên đán không tăng mạnh như thông lệ có nhiều nguyên nhân. Trong đó, thời điểm cuối năm thương lái trước đây thu mua heo rất nhiều để xuất đi trung quốc nhưng năm nay thị trường tiêu thụ lớn này hoàn toàn đóng cửa thêm vào đó heo xuất đi campuchia rất ít nên chủ yếu tiêu thụ trong nước ngành chăn nuôi dần khôi phục phát triển tuy nhiên người chăn nuôi vẫn thấp thỏm trước những biến động của thị trường trong bối cảnh sản phẩm chăn nuôi đang chịu cảnh mất giá còn giá thức ăn thì vẫn ở mức cao xu hướng chung mọi năm giá heo hơi thường tăng vào thời điểm cận tết do nhu cầu chế biến các loại thực phẩm phục vụ mùa tết tăng cao Vậy nhưng, năm nay, vào cao điểm Tết, giá heo lại xuống thấp, tiêu thụ kém hơn trong khi từ đầu năm đến nay, giá thức ăn chăn nuôi tăng 40 đến 50% trong khi chi phí thức ăn chiếm 65 đến 70% giá thành sản xuất, đẩy giá thành chăn nuôi tăng cao, vượt 60.000 đồng/kg. một kg. Với mức giá heo hơi như hiện nay, người chăn nuôi chỉ có thể cố gắng cắt lỗ, thậm chí bán tháo để vớt vát vốn. Nhiều người chờ sát Tết hoặc qua Tết với hy vọng giá heo tăng. Người nuôi kỳ vọng giá heo tăng dịp Tết Nguyên đán. Tết Nguyên đán thường là thời điểm vàng của ngành chăn nuôi khi thị trường tiêu thụ tăng mạnh và sản phẩm có giá bán tốt. Nắm bắt nhu cầu của người tiêu dùng tăng cao vào dịp Tết, người chăn nuôi heo tỉnh Bạc Liêu đã đẩy mạnh tái đàn với hy vọng sẽ có lãi. Tuy nhiên, giá thức ăn gia tăng trong khi giá heo hơi tăng không đáng kể, khiến bà con gặp nhiều khó khăn. Thời điểm này, lượng thịt tiêu thụ tăng từ 10 đến 30% so với ngày thường và sẽ tăng cao hơn trong dịp Tết. Hiện, Giá heo hơi dao động trong khoảng 52.000 đến 55.000 đồng/kg. Với giá này, người chăn nuôi đang gặp khó khăn. Tuy vậy, hầu hết các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trong tỉnh không có heo để bán do trước đó giá heo giống tăng, nhất là giá các loại thức ăn tăng cao nên nhiều hộ không tái đàn hoặc tái đàn với số lượng ít. Những năm trước, vào vụ tiêu thụ Tết, giá các sản phẩm chăn nuôi, đặc biệt là giá heo hơi thường biến động mạnh với xu hướng tăng cao so với ngày thường. Nhưng vụ Tết năm nay Giá heo hơi lại bất ngờ hạ nhiệt khi vào cao điểm tiêu thụ Tết. Tuy thị trường đang vào cao điểm tiêu thụ Tết nhưng không có cảnh thương lái tấp nập về các trại đặt hàng và tăng số lượng mua heo như cao điểm thị trường Tết mọi năm. Theo ông Trung, nguyên nhân khiến giá heo hơi đang tụt giảm là do nguồn cung thị trường lớn dẫn tới sức tiêu thụ chậm. Trong đó, hiện nguồn thịt heo vẫn chủ yếu tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc thông đường tiểu ngạch, nhưng hiện kênh tiêu thụ này bị đứt gãy do Trung Quốc đang tăng cường kiểm tra. Bên cạnh đó, Việc người chăn nuôi không theo khuyến cáo của ngành chăn nuôi trong việc tái đàn, tăng đàn khiến nguồn cung tăng mạnh, trong khi đó nền kinh tế sau đại dịch Covid-19 gặp nhiều khó khăn, sức tiêu thụ giảm. Cơ hội tăng giá khi Trung Quốc mở cửa biên giới. Theo các chuyên gia, mới đây, Trung Quốc đã chính thức công bố nới lỏng các biện pháp phòng chống Covid-19, việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ hỗ trợ giá heo hơi trong năm 2023. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày 22 tháng 1 năm 2022 được đăng tải trên kênh Giá heo 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.